sáng 25 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo góp ý dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Theo đó thì đại biểu đặc biệt quan tâm và cho ý kiến về quy định phân cấp, phân quyền trong thực hiện quy hoạch. Đại biểu cho biết sau khi quy hoạch chung của thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các quy hoạch ngành sẽ được lập theo định hướng và dựa trên khung của quy hoạch chung. Do đó, để thuận tiện, đại biểu đề nghị xem xét phân cấp thẩm quyền lập các quy hoạch ngành này về cho địa phương. Quy hoạch ngành này nó rất là dễ thay đổi khi chúng ta điều chỉnh một cái hạ tầng của xã hội thì nó rất là dễ để chúng ta phải điều chỉnh cục bộ. Do vậy, nếu mà được phân cấp về cái địa phương thì cái nội dung này nó sẽ thuận tiện cho trong cái quá trình chúng ta điều chỉnh cái quy hoạch kịp thời. Giống như là vừa rồi chúng ta thay đổi cái đường vành đai 3 và đường vành 4 cho đầu tư công. Nó chỉ còn lệch cái hướng một cái là chúng ta phải đi trình cho Thủ tướng thì như vậy thì rất là khó khăn. Đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng cho biết, hiện thành phố đang gặp nhiều vướng mắc về phát triển công trình ngầm. Nếu thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong quy hoạch sẽ giúp thành phố tháo gỡ được các khó khăn này. Theo mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, ông Hà Phước Thắng cho biết, đoàn sẽ tổng hợp, nghiên cứu những đề xuất này để trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.